Tôi là Cốt, đã học cái trình level 1 khóa K14 từ ngày cuối tháng 8 đến bây giờ, trải qua khóa cái trình Pro K3 cũng như là K2 rồi thì thấy là kiến thức từ K2 đến bây giờ ấy thì là kiến thức rất là được cập nhật và tiên tiến, mọi thứ là dễ áp dụng hơn so với ngày xưa. Ngày xưa thì cảm giác như là bị nhồi sọ. Bây giờ thì cái trình Pro K3 này rất là logic, rất là dễ áp dụng và nó có cái tính ứng dụng cao, là bởi vì là không nhất thiết là mình phải sử dụng tất cả. Có thể mỗi người có một cái cảm nhận, có một cái kiểu như là mình học được rất là nhiều các cái thế võ khác nhau. Quan trọng là mình sử dụng cái thế võ nào trong tình huống nào, đấy là cái kỹ năng, cái tùy từng tính cách của một người khác nhau, mỗi người khác nhau. Chắc chắn đấy sẽ là cái điểm khác biệt lớn nhất, chứ không phải như là trước là mình cứ dập khuôn theo giáo trình, có thể là nó sẽ rất là bị máy móc. Mà bản chất là cái thị trường này thì nó luôn luôn là biến đổi, có thể quy luật của ngày hôm nay nó lại không phải là quy luật của ngày mai nữa rồi, quy luật nó thay đổi luôn luôn biến đổi. Đấy chính là cái điều mà tôi rất là tâm đắc ở cái trình Pro K3 này. Có lẽ là đến K4 thì sẽ hoàn thiện hơn. Và hy vọng rằng là cộng đồng kết trình thì sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, và cũng như là sẽ có nhiều anh em đạt được thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.